Tăng Giang, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1934, mất ngày 27 tháng 4 năm 2022, sinh ra ở Thượng Hải, quê ở Trung Sơn, Quảng Đông, là một diễn viên điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Năm 1955, Tăng Giang xuất hiện lần đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với vai diễn trong bộ phim Đồng Lâm Điểu. Sau đó, ông từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và đến Đại học California, Berkeley để học kiến trúc. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình học xong, ông trở lại Hồng Kông và làm kiến trúc sư trong 3 năm. Năm 1964, ông trở lại làng giải trí sau một thời gian dài vắng bóng với vai diễn trong phim Đại Mã Hí Đoàn. Năm 1983, ông được công chúng biết đến với vai diễn Hoàng Dược Sư, một anh hùng vừa thiện vừa ác trong Anh Hùng Xạ Điêu. Khi đó ông đã ngoài 50 tuổi, ông từng xuất hiện trong các tác phẩm như Bản Sắc Anh Hùng và Tung Hoành Tứ Hải, trở thành vai phụ chính trong loạt phim Giang Hồ của Ngô Vũ Sâm. Vào cuối những năm 1990, Tăng Giang cũng thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim Hollywood như Giờ Cao Điểm 2, Cô Giáo Anna và Nhà Vua, Điệp Viên 007, Hẹn Chết Ngày Khác. Từ năm 1993, Tăng Giang đã hợp tác với Nhà hát kịch Hồng Kông. Năm 2007, ông đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Hồng Kông lần thứ 16 với vai diễn Vinh Lộc trong phim Đức Linh và Từ Hy. Năm 2011, ông đã giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sức mạnh Giải trí hàng tuần Minh Báo lần thứ 12, giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 31 và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 12 cho vai diễn trong Thiết Thính Phong Vân 2. Năm 2014, ông được mời đóng vai chính trong phần tiếp theo Thiết Thính Phong Vân 2 và đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Tăng Giang qua đời tại một khách sạn ở Hồng Kông, thọ 87 tuổi. Đời tư của Tăng Giang. Tăng Giang đã kết hôn 3 lần. Người vợ đầu tiên của ông là cố diễn viên Trương Lai Đệ, nghệ danh Lam Đệ người Malaysia gốc Hoa. Sau khi kết hôn họ có một con trai, hai người ly hôn sau 10 năm chung sống và con trai ông sống với mẹ. Vào năm 1980, người vợ thứ hai của ông là nhà báo kiêm người mẫu nổi tiếng Đặng Cùng Bích. Hai người có một cô con gái tên Tăng Mộ Tuyết. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 10 năm. Người vợ hiện tại của ông là Tiêu Giảo, một nữ diễn viên kiêm diễn viên lồng tiếng nổi tiếng trong quá khứ. Hai người kết hôn tại Singapore vào năm 1994 và sinh sống ở Hồng Kông. Sự nghiệp của Tăng Giang. Ông nội Tăng Giang là thế hệ du học sinh đầu tiên được học ở nước ngoài vào thời nhà Thanh. Cha ông là một doanh nhân Hoa Kiều ở Việt Nam. Tăng Giang cùng gia đình chuyển đến Hồng Kông vào năm 1949. Ông xuất hiện lần đầu trên màn ảnh ở tuổi 21. Tuy nhiên, ông không tiếp tục sự nghiệp diễn xuất như hầu hết các diễn viên cùng thế hệ mà sang Mỹ và theo học tại trường Đại học California, Berkeley hàng đầu thế giới. Ông theo chuyên ngành kiến trúc, học tập và trở thành sinh viên hàng đầu hiếm hoi của thời đại đó. Sau khi tốt nghiệp, Tăng Giang trở về Hồng Kông để phát triển trong lĩnh vực kiến trúc. Ngày nay vẫn còn những tòa nhà do ông thiết kế trên phố Thượng Hải ở thành phố Cửu Long, Hồng Kông. Tuy nhiên, ông là người tính tình ngay thẳng và không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của khách hàng nên quyết định quay trở lại làng giải trí. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, em gái của Tăng Giang là Lâm Thúy, một ngôi sao điện ảnh vào những năm 1950. Tăng Giang thường xuyên đưa em gái đến trường quay, vẻ ngoài điển trai của ông đã thu hút sự chú ý của đạo diễn. Ông xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh vào năm 21 tuổi, năm 1955, Tăng Giang đóng vai chính trong bộ phim Đồng Tâm Điểu. Năm tiếp theo, ông đóng vai chính trong bộ phim Ai Không Lãng Mạn của đạo diễn Vương Thiên Lâm. Cùng năm đó, ông sang Mỹ học kiến trúc. Sau khi trở về Hồng Kông, ông làm kiến trúc sư trong 3 năm. Năm 1964, ông quay trở lại làng giải trí và trở thành diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim Quảng Đông. Năm 1964, Tăng Giang chính thức ra mắt với vai nam chính trong bộ phim Đại Mã Hí Đoàn do anh rể Tần Kiếm làm đạo diễn. Năm 1972, ông gia nhập đài truyền hình Hồng Kông và đóng vai chính Cao Định Thiên trong bộ phim truyền hình Sư Tử Sơn Hà. Ông liên tiếp ký hợp đồng với Thiệu Thị và MPNM, hai trong số những công ty điện ảnh lớn nhất lúc bấy giờ, đồng thời tham gia hàng trăm bộ phim tiếng Quảng Đông. Những đối tác thường xuyên đóng chung phim với ông là các ngôi sao Trần Bảo Châu, Tiêu Phương Phương và Tuyết Ni. Năm 1975, ông gia nhập Gia Nghệ TV và đóng vai phụ trong phim truyền hình dài tập. Ông còn thử sức với vai trò đạo diễn trong bộ phim Lục Mạo Ngô Phạ Đái. Năm 1978,
ông chuyển sang đài truyền hình Lệ Thị, tiền thân của đài truyền hình châu Á. Năm 1979, ông đồng đạo diễn bộ phim Tiểu Quyền Quái chiếu với Thành Long. Với vẻ ngoài cao giáo, điển trai, Tăng Giang đã trở thành nam diễn viên chính được yêu thích trong các bộ phim văn học thời bấy giờ. Cùng với Tạ Hiền, ông được mệnh danh là người tình sinh viên của làng điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ. Tòa án, năm 1982, Tăng Giang gia nhập đài truyền hình TVB. Ông trở nên nổi tiếng với bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983. Năm 1985, bộ phim được công chiếu ở Trung Quốc, ông được khán giả Trung Quốc biết đến nhiều hơn với vai diễn Hoàng Dược Sư. Hoàng Lão Tà trong tác phẩm của Kim Dung vừa kiêu ngạo vừa xấu xa, đây là một vai diễn rất khó. Trong có các phiên bản của Hoàng Dược Sư, phiên bản của Tăng Giang là phù hợp nhất và được yêu thích nhất. Sau Anh Hùng Xạ Điêu, sự nổi tiếng của Tăng Giang lan rộng, ông trở thành vai phụ kinh điển trong các bộ phim của Ngô Vũ Sâm. Trong phim Bản Sắc Anh Hùng năm 1986, ông vào vai chú kiên chủ tiệm sửa xe, tốt bụng, hào phóng và giàu tình cảm. Trong phim Điệp Huyết Song Hùng năm 1989, ông vào vai Tằng Gia đâm chết bạn mình. Tuy nhiên, những vai diễn đáng nhớ nhất trên màn ảnh của Tăng Thiên đều là vai phản diện. Điển hình nhất phải kể đến vai cha nuôi của ông trong bộ phim Tung Hoành Tứ Hải của Ngô Vũ Sâm và vai một doanh nhân giàu có trong Ngã Bổn Thiện Lương. Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Tăng Giang đóng vai chính trong một số lượng lớn các bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển như Đại Thời Đại, Bá Âm Nhân, Triều Châu Gia Tộc, Tứ Đại Gia Tộc, Tăng Giang đã tạo ra nhiều vai diễn kinh điển. Trong bộ phim Đại Thời Đại năm 1992, ông đóng vai cha của Quách Ái Minh, ông trùm bang Long Thành, ám chỉ thám tử nổi tiếng Hồng Kông Lôi Lạc. Nhân vật này là một người đàn ông toàn năng khi còn trẻ. Tuy ông có nhiều con nhưng không có ai hiếu thảo, tình cảnh về già vô cùng ảm đạm. Tăng Giang đã nắm bắt rất chính xác khí chất cô đơn này, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong bộ phim Hài Cảnh Sát Câu Chuyện Cảnh Sát 3 của Thành Long, ông vào vai quan sai bá thủ lĩnh của băng đảng ma túy, vừa độc ác, độc đoán lại pha thêm chút hài hước khiến các nhân vật chính phải đau khổ. Trong phim Bá Hào 2, ông vào vai Chánh Thanh Tra Lôi Lạc Hổ, một người kiêu ngạo và độc đoán, bộ phim đã từng gây nên cơn sốt phim xã hội đen ở Hồng Kông. Ông đóng vai ông chủ của địa chủ hội trong Thiết Thính Phong Vân 2 và giành được giải thưởng động lực biểu diễn nam diễn viên xuất sắc nhất của tuần báo Minh Báo, đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 31 và giải thưởng Hồng Kông lần thứ 12 cho bộ phim này. Kể từ cuối những năm 1990, Tăng Giang đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm lớn của Hollywood như Giờ Cao Điểm 2 hợp tác với Thành Long năm 2002, Cô Giáo Anna và Nhà Vua hợp tác với Châu Nhuận Phát năm 1999, Điệp Viên 007, Hẹn Chết Ngày Khác hợp tác với Brosnan. Ông còn xuất hiện trong tác phẩm Hồi Ức Của Một Gây Xa của Rob Marshall năm 2005. Năm 2005, Tăng Giang và Tiêu Viện đã cùng nhau thử sức trong vở nhạc kịch ấn tượng Tô Ti Hoàng. Phát triển ổn định, bước sang thế kỷ 21, Tăng Giang đã ngoài 70 vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí. Năm 2006, ông đóng vai chính trong bộ phim Tài liệu lịch sử thẩm phán Đông Kinh của đạo diễn Cao Quần Thư. Trong phim, ông đóng vai công tố viên Trung Quốc Hướng Chiết Tuấn. Năm sau, ông giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình sân khấu Hồng Kông lần thứ 16 với vai diễn Vinh Lộc trong Đức Linh và Từ Hy. Năm 2012, Tăng Giang tham gia bộ phim truyền hình Tiễn Ái Mỹ Phát Kỳ Duyên. Với các vai diễn trong Thiết Thính Phong Vân 2 năm 2011 và Thiết Thính Phong Vân 3 năm 2015, ông lần lượt giành được giải thưởng động lực diễn xuất nam diễn viên xuất sắc nhất của tuần báo Minh Báo và giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34. Trong thời gian này, ông cũng tham gia chương trình thực tế nổi tiếng Hoa Dạng Gia Gia do đài truyền hình Đông Phương Thượng Hải sản xuất. Năm 2016, ông tham gia đóng phim bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên cùng với các diễn viên Lý Đông Học, Cao Quân Hiền, Trương Chỉ Khê, Nhiếp Văn Viễn. Năm 2017, ông tham gia vào các bộ phim Thám Tử Phố Tàu 2, Truy Long, Cục Cưng Đặc Công. Khi tham gia đóng phim ở tuổi 83, ông vẫn nhất quyết đóng phim, điều đó thể hiện rõ sự cống hiến của ông. Kể từ năm 2018, Tăng Giang liên tiếp tham gia các bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Đại Lục như Đấu Phá Thương Khung và Tiệm Đồ Cổ Trung Cục. Trong bộ phim Tiệm Đồ Cổ Trung Cục, nhân vật Hoàng Khắc Võ do Tăng Giang thủ vai là người đứng đầu của một trong năm gia tộc lớn trong ngành đồ cổ, nhân vật chính được trao quyền lực ngay từ đầu phim.
Mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng nhân vật Hoàng Khắc Võ là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện, nhưng cái kết lại đảo ngược khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Là một diễn viên kỳ cựu, Tăng Giang nghiên cứu rất kỹ nhân vật. Ông miêu tả những thay đổi trong tâm lý của Hoàng Khắc Võ một cách tinh tế nhưng ấn tượng. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, bộ phim Hải Chữa Lành Nhật Thường Huyễn Tưởng Chỉ Nam do Tăng Giang đóng vai chính đã được công chiếu trên toàn quốc. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Tăng Giang qua đời tại một khách sạn ở Hồng Kông, thọ 87 tuổi. Sau đó, hai bộ phim Thanh Diện Tu La và Thiên Chi Thư lần lượt được phát sóng, trở thành di tác của Tăng Giang. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.